Hi, xin chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình ha. Và mình là Stoby Gaming đây các bạn. Ok, thì đây là người anh em siêu nhân Shin Ultraman các bạn ha. Và các bạn có thấy cái điều khác biệt gì của anh chàng Shin Ultraman này không các bạn? Đó chính là anh chàng này á, với một bộ đồ cực kỳ bóng bẩy luôn các bạn, giống như là bộ đồ da người chứ không phải là bộ đồ luôn á các bạn. Cái này giống như da người luôn đúng không? Đó chính là điều đặc biệt của anh chàng Shin hả Ultraman này các bạn. Và tại sao ngày hôm nay thì anh chàng Shin Ultraman này đã xuất hiện ở đây? Đó chính là anh chàng Shin Ultraman này á đã bị mất cái khả năng á biến thành khổng lồ rồi các bạn ạ. Cho nên nó là bây giờ á thì Shin Ultraman á là đang phải đi tìm lại cái nguồn năng lượng mà nó có thể là kích hoạt lại cái cơ thể khổng lồ của Shin Ultraman các bạn ha. Đó. Tại vì á là Ultraman là siêu nhân điện quang các bạn ha. Mà siêu nhân điện quang nào thì cũng cần phải có năng lượng hết đó các bạn. Điển hình như là cái nón của Shin Ultraman nè. À. Các bạn có thấy hai con mắt nó phát sáng không các bạn? Đó chính là cái nguồn năng lượng mà Shin Ultraman cần phải có để có thể là biến lớn hơn được các bạn ha. Nhưng mà cái nguồn năng lượng thì bây giờ đang cạn kiệt dần rồi. Đó. Cho nên nó là bây giờ không biết sao nữa các bạn. Cho nên là Shin Ultraman nó đang chạy vòng vòng để kiếm cái nguồn năng lượng nào đó để có thể là biến lớn hơn các bạn ha. Trời ơi, tiền cũng không có nữa, lấy gì có năng lượng các bạn? Chạy xe đạp mà dành cho hả mấy bà già đi chợ các bạn ơi. Quái da đầu thiệt chứ. Xe đạp. Mà gặp cái đường này nữa các bạn ơi. Cái đường này á là nó dạng như núi đồi được cái kiểu á, thì nó cũng hơi dốc một xíu ha, làm cho anh chàng hả Shinuchaman này đạp muốn gấp bộ đồ luôn các bạn. Quay có kèn ở đây các bạn có nghe thấy cái tiếng mà tinh 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 không? Quay xe đạp này nhìn không biết có đèn không các bạn ơi, không biết có đèn hay không nữa. Mình thấy có cái đèn nằm đằng trước nè. Cái đèn nè, đèn năng lượng chạy bằng bánh nha các bạn. Cái bánh nó quay xong rồi cái đèn nó sáng nha. Ôi ôi, đạp từ sáng giờ luôn các bạn ơi, quá phê luôn rồi. Bây giờ á mình sẽ tìm một cái quán cà phê nào đó để mình ghé vô mình uống ly cà phê các bạn ha. Cho nó mát mẻ xong rồi mình đi xe tiếp à. Tại ở đây có quán cà phê nè các bạn ơi. Gì tiền nhiều thì không có chứ tiền ít thì có các bạn ha. Đây là quán bếp quay sơ rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ vô cái quán cà phê bếp quay sơ này để mình uống cà phê nha các bạn. Lâu làm một ly hả, đá chanh là mát hết cả người luôn các bạn ơi. Ôi ôi, vô cái hả, vô trong mát có nhìn cái bộ đồ của Shin Godzilla đỡ bóng hơn này các bạn không? Ôi ôi, ra ngoài nắng nó cực kỳ bóng luôn á các bạn. Mình chưa từng thấy người anh em hả Ultraman là một cái bộ đồ bóng tới vậy luôn á. Đây, đi vô thôi các bạn ơi. Bà chủ ơi, cho đi ít chanh lên bà chủ ơi. Ủa, ui. Ủa, ngày hôm nay sao có những người anh em siêu nhân nào ở đây đang đây vậy? À, hello, những người anh em siêu nhân. Trời ơi, hai con mắt Ultraman nó sáng quá các bạn ơi. À, hello người anh em siêu nhân Ultraman nha. Không biết á thì quý danh của ngài là gì? À, tôi á là Shin Ultraman. Tôi là biệt đội siêu nhân không cần đồ các bạn ha. Đấy. Ngày hôm nay á tôi đang có chút công chuyện cho nên là vô đi uống cà phê đó mà. Ây da, Ultraman rảnh rỗi vậy sao? À, được rồi, ok, bạn cứ uống cà phê đi. Nếu như á mà có chuyện gì cần giúp thì cứ nói cho tôi nha, tụi tôi sẵn sàng giúp đỡ. Tại vì á Super Sentai với lại những người anh em siêu nhân Ultraman thì đều như một nhà mà. Ủa, bạn có thể giúp đỡ hả? Ừ đúng rồi ha. Sao mình không nhờ những người anh em siêu nhân này giúp đỡ mình ta? À nè, những người anh em siêu nhân thì tôi á thì cũng nói thiệt á là tôi đang tìm kiếm một cái nguồn năng lượng á để có thể kích hoạt lại cơ thể to lớn của tôi á. Tại vì cái nguồn năng lượng của tôi á nó xài quá nhiều rồi, chiến đấu với lại quá nhiều quái vật á, cho nên nó là bây giờ á
tôi đã bị hết năng lượng rồi, không biết cái anh á có thể nào á mà giúp đỡ tụi tôi được hay không. Nguồn năng lượng hả? Năng lượng thì chúng tôi có. Chúng tôi có một nhà sản xuất năng lượng lấy năng lượng từ ánh nắng mặt trời và tia sét. Không biết á, cái nguồn năng lượng đó anh có xài được hay không? Được, được, được. Cái nguồn năng lượng nó xài được đó là những người anh em sinh viên thường kiếm. Đây đang đâu vậy? Mấy anh dẫn tôi qua đi. Có được nguồn năng lượng đó là cơ thể của tôi sẽ trở lại bình thường và có thể biến to lên lại được đó. Các anh ơi, giúp tôi nha. Được, ok. Chuyện gì chứ chuyện này á, chúng tôi sẵn sàng. Miễn sao anh là người tốt, tôi có thể giúp anh. Bây giờ á, anh ra chuẩn bị xe đi. Rồi sau đó tôi sẽ chỉ đường anh chạy qua bên đó. Ok man. Xe hả? Có luôn. Giờ nghèo quá không có tiền mua xe thì mình spam thôi các bạn ơi, spam man vô thôi. Vậy cho nó nhanh gọn lẹ các bạn ạ. Rồi ok, mình lấy con xe off-road 6 chỗ luôn các bạn ơi, để mình chở những người này. Ây da. Ultraman này đi đi lấy năng lượng các bạn ạ. Chỉ cần có năng lượng thì tiền với xe là không thành vấn đề các bạn ha. Rồi ok rồi các bạn. Những người anh em sinh viên thần kiếm đã đi ra rồi. Và họ đã chỉ chỗ cho mình á là cái nhà năng lượng nó nằm ở đây nè. Quay cũng gần ở đây quá hả các bạn hả? Sát bên luôn á các bạn, mình chạy vòng qua bên kia cái tới rồi. Ê, mình tưởng đâu xa lắm chứ. Ngon rồi nha các bạn ơi, vậy là cái nguồn năng lượng của mình á mình sắp hả sạc lại được rồi các bạn. Bây giờ mình đi thôi. Vậy bên đó thôi các bạn à. Mà, trời ơi, cái anh chạy mô tô kia xém xíu nữa là ăn luôn quyến con xe của mình rồi các bạn ạ. Hôm nay á, là Shin Ultraman nó đang gọi là đi tìm lại cái nguồn năng lượng của mình đó, cho nên là không có muốn đụng ai cũng không muốn quẹt xe của ai hết các bạn ha. Sợ là những người anh em siêu nhân thần kiếm mới thấy mình chạy xe không có đàng hoàng á, là những người anh em siêu nhân thần kiếm mà không có giúp đỡ mình nữa đó các bạn. Cho nên là mình phải đi xe khá đàng hoàng chút xíu nha. Rồi, ok đây các bạn ha. Đây đúng không ta? Đúng rồi đây nè các bạn ơi. Mình sợ mình đi nhầm đường không á. Để xem thử coi là cái khi mà Shin Ultraman biến lớn thì nó sẽ như thế nào ha các bạn ha. Đây rồi các bạn. Như là đâu đây đúng không? Chúng xe đi những người anh em xuyên ở đây nè các bạn ơi. Mình nghe nói những người anh em xuyên như thần kiếm kiểu đây nè. Wow, trời ơi, đây giống như là một căn phòng trong mơ của mình vậy các bạn, đầy đủ năng lượng cho Shin Ultraman có thể biến lớn luôn á. Wow, cảm ơn những người anh em xuyên những thần kiếm nha. Trời ơi, nhìn những hả cái cục năng lượng này á, nó còn hơn là mình nhìn thấy vàng nữa đấy các bạn. Thôi nhưng mà nếu như cơ thể mình nó muốn biến lớn thì mình phải cần 3 cục lớn các bạn ơi. Thì á, cơ thể mình mới có thể đủ hả năng lượng để biến lớn và sau đó thì mình có thể tự sạc lại được các bạn ha. Ấy. Cảm ơn những người anh em suy những thần kiếm nha. Bây giờ thì tôi sẽ sử dụng những cục năng lượng này nha. Ok luôn bạn ơi, bạn cứ lấy thoải mái. Hết thì đem vào đây cho tôi sạc cho. Cảm ơn cái anh nhiều lắm. May là nhớ các anh á, cho nên là tôi mới có khả năng vậy đó. Đây để tôi lấy nha. Này. Rồi, ok. Nên tôi đã lấy được những cục năng lượng này rồi. Bây giờ á, mình sẽ cho những người anh em siêu nhân thần kiếm chiêm ngưỡng cái hệ Shin Ultraman khổng lồ như thế nào nha các bạn. Ok, let's go. Ok rồi nè các bạn ơi, mình đã biến thành hả Shin Ultraman khổng lồ này các bạn. Đây những người anh em sử dụng thần kiếm này đứng bên đó. Đây nè. Ui, quá dữ luôn các bạn à. Các bạn nhìn xem. Trời ơi, quá đẹp luôn các bạn ha. Trời ơi. Tướng thì bộ đồ thì cũng y chang vậy, chỉ có điều là bự hơn thôi các bạn ạ. Quá dữ luôn. Bây giờ thì hả nó sẽ ép sức mạnh vô các bạn.
ok rồi nè. Đây ha. Rồi bây giờ thì hả, siêu nhân Ultraman á sẽ bắt đầu đi sạc lại cái nguồn năng lượng ở trong cơ thể của mình các bạn ha. Trời ơi nhìn quá đẹp luôn các bạn ơi. Mình chưa thấy một siêu nhân Ultraman nào mà có bộ đồ đẹp như Ultraman này hết các bạn ạ. Đây để mình sạc lại nguồn năng lượng của mình các bạn ơi. Ui. Đây đang giải phóng những cái nguồn năng lượng chết ra ngoài các bạn ha. Để sạc những cái nguồn năng lượng mới vào trong cơ thể của Shin Ultraman đó các bạn. Nó có thể cầm kiếm luôn ấy. Ui. Đây các bạn ơi. Ultraman có thể cầm kiếm được của Gundam luôn mới ghê chứ. Các bạn nhìn nó cầm cái kiếm laser nè. Trời đó quăng cái kiếm kìa. Muốn nát xe ta luôn các bạn ơi. Đây kiếm laser. Quay cái kiếm laser này đúng hợp với lại hả Shin Ultraman luôn á các bạn. Ra đây để sạc một chút xíu năng lượng ha. Ở đây thì không thể nào mà ngập được Ultraman rồi các bạn ạ. Tuy thì nó rất là sâu nhưng mà không thể nào ngập được đâu ha. Tạt thôi các bạn. Chưa đâu. Ui. Mà phải nguồn năng lượng rất là lớn các bạn ha. Rồi ok, vậy là mình coi như đã xong rồi đó. Đây, mình đã có năng lượng rồi các bạn ạ. Đây, mình đã có được nguồn năng lượng của Shin Ultraman rồi. Rồi phóng ra từ miệng luôn mới ghê chứ các bạn. Coi nè. Đây bây giờ thì hả Shin Ultraman nó đầy đủ năng lượng và có thể á, là sử dụng hả trong một thời gian rất là lâu đó rồi các bạn ha. Ai rất là cảm ơn những người anh em xuyên dương thần kiếm mới giúp đỡ Shin Ultraman các bạn. Rồi ok ha, và như vậy thì video của mình tới đây xin kết thúc và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video clip này của mình nha. Nếu như các bạn thích thì hãy nhớ cho mình một like, một subscribe. Nếu như các bạn có yêu cầu lấy ý kiến gì thì cứ comment ở bên dưới. Còn bây giờ thì mình là Stormy Gaming, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye.